and I thank your bishop for inviting me to visit your diocese and to preside this holy Eucharist. Tôi hân hoan hiện diện nơi đây tại linh địa này, trung tâm thánh mẫu tòa Phao. Tôi biết ơn Đức cha Giuse đã mời tôi thăm viếng giáo phận Phan Thiết và chủ sự thánh lễ này. Today, united with Pope Francis and the whole Church, we remember the second Sunday of Lent, preparing ourselves spiritually to celebrate the joyful solemnity of Easter Resurrection Sunday of our Lord Jesus Christ. Ngày hôm nay, cùng với Đức Thánh Cha và Hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ, chúng ta cử hành Chủ nhật thứ hai mùa chay để chuẩn bị cho biến cố phục sinh beloved brethren as you know just prior to the transfiguration jesus began to reveal to his disciples that he would suffer greatly be rejected by the elders be killed then rise on the third day this caused much fear for the disciples as they grappled with this unsettling revelation from our lord and even though Jesus remained firm with them and even rebuked Peter for his fear Jesus also gave to his disciples a precious gift Anh chị em thân mến, anh chị em biết, trước biến cố biến hình mà tin mừng kể lại, Chúa Giêsu đã bắt đầu bày tỏ cho các môn đệ rằng người sẽ phải chịu khổ nạn, sẽ bị lên án, khước từ, bị giết chết và sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Những điều Chúa Giêsu đã bày tỏ cho các môn đệ khiến cho các môn đệ hoang mang và lo sợ. Nhưng dù Chúa Giêsu đã củng cố đức tin của các ông, các ông vẫn khủng hoảng và chúng ta thấy Chúa đã của trách Phêrô đừng sợ và Chúa cũng đã cho các môn đệ ơn đức tin để nhận ra những điều Chúa bày tỏ. So what was this gift that disciples and the whole church received from Jesus? After much traveling, preaching, miracle working, and private conversations about his passion with the twelve, Jesus invited Peter, James, and John to go with him up a high mountain to pray. <coughs> thấy và chứng kiến những phép lạ Chúa đã làm và hiện diện trong những cuộc đàm đạo riêng với Chúa thì Chúa cho các ông thấy trước cuộc khổ nạn và mời gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan cùng với Chúa đi lên núi để chứng kiến cuộc biến hình và cầu nguyện. It's today's gospel that we just have heard. Eh? These three disciples Most likely had no idea what they would soon encounter. As they made the difficult journey, their minds must have been pondering not only the mighty deeds done by Jesus in the previous months, but also his words about the suffering to come. As they struggled with this, much to their amazement, Jesus was, the Gospel says, transfigured before them, and his clothes became dazzling white. Chúng ta thấy các môn đệ có vẻ như chưa có biết được những điều các ông sẽ gặp phải trên con đường theo Chúa. Với hành trình có rất nhiều gian nan trong đầu của các ông chỉ biết nghĩ đến những gì mà Chúa có thể thực hiện trước mắt nhưng không thấy được những gì Chúa đang muốn bày tỏ cho ông cho các ông với tâm thế chuẩn bị đón nhận cuộc khổ nạn sắp tới khi đang ở trong tình huống đó Chúa lại mời gọi các ông bước lên để chứng kiến cuộc biến hình của Chúa nơi đó Chúa bày tỏ cho các ông thấy dung nhang và những gì các ông sẽ chứng kiến sau này đó là dấu của một cuộc biến hình áo trắng như tuyết The transfiguration was a true gift, was a mercy. These disciples had never seen anything like this before, but it was most likely this act of mercy that ultimately helped them to accept the hard truth that Jesus was trying to teach them about. his coming, suffering, and death. In the Father in heaven personally gave witness to Jesus, then everything that Jesus had said was trustworthy. Biến cố, biến hình là bảo chứng của lòng thương xót. Các môn đệ chưa thấy cuộc biến hình nào trước đây. Nhưng với cuộc biến hình này, các ông nhận ra lòng thương xót của Chúa đã giúp cho các ông chấp nhận những điều không thể tưởng tượng được, những khó khăn trong cuộc sống. Vì Chúa dạy các ông qua biến cố sắp sửa xảy đến cuộc khổ nạn và phục sinh, đó là sự thật về cái chết và phục sinh của Chúa. Nếu các môn, nếu Chúa Cha đã nói với các môn đệ bảo chứng rằng đây là con của người ta, thì đối với các môn đệ những gì các ông thấy và những gì các ông đã nghe là những điều có thể xác tín và tin cậy được. We don't have to be surprised or scandalized by the behavior of the disciples. We would have done the same probably. When Jesus was talking to them about that suffering from human point of view they were scared. Maybe they somebody taught to abandon Jesus, not to follow him anymore because he was scared. But this is the reason the Godfather from heaven says, this is my son beloved. Trust in his words. Follow him always. Also during the difficult time. Đây là bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy các môn đệ nghe lời của Chúa, các ông hoảng sợ trong cuộc sống khi chúng ta đối diện với những khó khăn những thách thức chúng ta cũng có thể hoảng sợ. Các môn đệ khi nghe những lời chúa tuyên báo về cuộc thương khó, khổ nạn và cái chết các ông có thể bỏ đi không theo chúa nữa trong cuộc sống chúng ta cũng vậy có những lúc đối diện với thắt đố chúng ta cũng muốn bỏ cuộc không muốn đi theo chúa nữa, nhưng chúng ta hãy nhớ chính những lời Chúa Cha phán cho các môn đệ về con yêu dấu của mình là một bảo chứng của lòng thương xót. Chúng ta hãy tin vào Chúa, tin vào những lời Chúa đã dạy. This is my son. Listen to him. These words are also to us today. Đây là con ta yêu dấu. Hãy nghe lời người đó là lời mà Chúa nói với mỗi người chúng ta đang nghe ngày hôm nay, hãy tin vào Chúa, hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Dear brothers and sisters, what we understand, what we designed as transfiguration is called metamorphosis, eh, transformation in the New Testament. And this emphasizes an important aspect. Transfiguration is not Something remote that can happen in perspective. In the transfigured Christ, faith is far more clearly revealed for what it is. Transfiguration which in human beings takes place through their life. Uh, chúng ta uh, tiếp tục uh, câu chuyện tin mừng mà thánh the kể lại uh, cuộc biến hình. được gọi là biến đổi. Trong tin mừng tiếng Hy Lạp, biến đổi được nhấn mạnh với chiều kích rất là quan trọng. Biến đổi không phải là một sự thay đổi một cách bình thường mà chúng ta có thể thấy, nhưng cuộc biến hình của Chúa, biến đổi đức tin của những ai đứng trước cuộc bày tỏ dung nhang mà Chúa đã cho thấy đối với chúng ta trong cuộc sống thì khó có thể hình dung được nhưng trong đời sống đức tin chúng ta thấy rõ uh, cuộc biến hình của Chúa có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta. From the biological viewpoint, life is a metamorphosis, a never-ending transformation that concludes with death. Living means dying. It means metamorphosis toward death. Trong thực tế thì chúng ta thấy biến đổi trong cuộc sống con người không bao giờ chấm dứt. Chúng ta thấy chuyển biến của cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta sống chính là chúng ta lúc chúng ta đang hướng về cái chết. Uh, cuộc biến đổi thiêng liêng giúp cho chúng ta nhìn về cái chết của mình. But the narrative for the Lord's transfiguration, the philosophy of Christianity, the teaching of the church, adds something new. dying means being restored to life. faith is a metamorphosis in which man definitely matures and becomes mature in order to be definitive. for this reason, john the evangelist, the other evangelist, fusing transfiguration and cross, describes the cross as glorification. in the final liberation from ourself, the metamorphosis of life reaches its goal. Trình thuật về cuộc biến hình của Chúa uh, giúp cho chúng ta uh, nhận biết thêm trong cuộc sống của mình. Uh, chết đi có nghĩa là được phục hồi sự sống. Chết đi có nghĩa là chúng ta bước vào sự sống mới. Uh, đức tin giúp cho con người uh, khi chúng ta hiểu được sự chết và sự sống qua câu chuyện tin mừng chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống đức tin của mình xác tín hơn trong hành trình mà chúng ta đang đi đó là lý do tại sao thánh sử do an uh, diễn tả cuộc biến hình của chúa và thập giá của chúa chính là vinh quang của thập giá trong sự giải thoát cuối cùng của mỗi người chúng ta uh, vinh quang của thập giá sẽ giúp cho chúng ta đưa hướng tới cùng đích của đời mình In his letter to the Romans, Saint Ignatius of Antioch wrote this marvelous sentence: "It is good for me to set from this world unto God, that I may rise again to Him." Trong thư gửi các tín hữu ở Roma, Thánh Ignacio thành Antioquia đã viết một câu như thế này: "Thật là tốt lành." Nếu chúng ta có thể đặt cả thế giới này dưới quyền của Thiên Chúa để rồi tất cả chúng ta cũng có thể cùng phục sinh với Ngài. Dear brothers and sisters in Christ, as we read through the gospels and the many teachings God has given us through the church, think about whether there are some teaching with which you struggle in your own life. on a personal level there are some things you know God wants of you but you feel it difficult to accept you should find the answer in the bible or in the teaching magisterium of the church when confusion sets in that means we are listening are not fully hearing what god is saying to us or we are not understanding. Anh chị em thân mến, khi chúng ta đọc tin mừng của Chúa hoặc là chúng ta lắng nghe những giáo huấn của Chúa đã ban cho chúng ta qua huấn quyền của Hội Thánh, tôi muốn mời gọi anh chị em nghĩ xem trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang đối diện với thách thức của đức tin như thế nào? Trong cuộc sống hàng ngày, trong chiều kết của cá nhân mỗi người chúng ta, có điều gì đó mà chúng ta biết chúa muốn chúng ta thực hiện nhưng chúng ta không thể chấp nhận được có những gì chúa dạy chúng ta nhưng mà chúng ta khó đón nhận nếu cuộc sống chúng ta đối diện với những bối rối như vậy thì chúng ta hãy tin vào tin mừng hãy tin vào những giáo huấn của hội thánh qua huấn quyền mà hội thánh đã trình bày cho chúng ta khi mà đức tin gặp thử thách chính là lúc mà chúng ta thử đặt lại câu hỏi cho chính mình tôi có thật sự đang lắng nghe Chúa không? Chúng tôi có, tôi có thật sự nghe một cách trọn vẹn lời Chúa nói với tôi không? Hay tôi cố tình không hiểu? And though we don't see the transfigured Lord with our eyes, and we don't hear the voice of the Father with our ears as these three disciples did, we must choose to believe all that God has said, as If it were the transfigured Lord with Moses and Elijah and the Father Himself speaking clearly and directly to us, this is my beloved Son, listen to Him. These words were not only spoken for the good of the disciples, they are also spoken to us. <laughs> như các môn đệ. Nhưng mà chúng ta có thể nghe uh, tin mừng tường thuật lại cho chúng ta. Uh, chúng ta không thấy uh, môi và Elia chứng kiến cuộc bính hình của Chúa. Nhưng mà chúng ta nghe Chúa Cha nói với các môn đệ, đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời của người. Uh, những lời Chúa Cha phán không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà ngay trong lúc này cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay, Chúa đang nói với chúng ta, The Transfiguration gives us a brief and fleeting glimpse of Jesus in all his glory. It is a taste of what is to come. It is a taste of what expects us to be. It is offered to us as encouragement and challenge us in our daily lives. Transfiguration reminds us that our lives are far more than what we see, what we hear, and what we experience every day. It is not just a matter of getting through the day. Being a follower of Jesus is about living with meaning, purpose, and hope. The Transfiguration not only offers us a glimpse of Jesus in all his glory, It is also offers each of us a foretaste of what God promises each of us in the fullness of his kingdom. Cuộc bình hình của Chúa mà tin mừng tường thuật cho chúng ta ngày hôm nay, cho chúng ta từng bước cảm nếm được vinh quang của Chúa trong cuộc khổ nạn và phục sinh sắp đến. Cuộc bình hình này củng cố đức tin của chúng ta trước những thách thức trong cuộc sống hàng ngày, cuộc biến hình ấy giúp cho chúng ta nhận ra rằng cùng đích cuộc đời của chúng ta nó diễn ra ở phía sau những gì mà chúng ta có thể thấy được chạm tới được trong cuộc sống hàng ngày là môn đệ của Chúa chúng ta phải sống với niềm trông cậy và với mục đích cao siêu của cuộc sống sau khi chúng ta sống trong cõi đời này. Uh, cuộc biến hình của Chúa uh, cho chúng ta thấy vinh quang của Chúa được bày tỏ từng bước trong những uh, hành trình mà Chúa đã đi qua, đồng thời cũng cho chúng ta thấy uh, khi Chúa đã hứa với chúng ta uh, Chúa sẽ thực hiện từng bước, uh, chúng ta phải can đảm để đi theo từng bước chân mà Chúa đang dẫn chúng ta đi. Reflect dear brothers and sisters, today uh, during this second week of Lent, Na podlagi te močne izkušnje, ki jo je Gospod dal učencem. Poskusite se postaviti na prizorišče, da boste lahko priča Jezusu, ki se je preobrazil na najbolj slaven način, Jezusu, ki združuje Stari in Novi testament. Dovolite, da vam Oče govori tudi z vami in vam pove, da je vse, kar je povedal po svetih spisih, spremenil. the church and with your own conscience it's true allow this revelation to convince you on the deepest level to acknowledge not only the divinity of jesus but also try to listen to him in every way amen <laughs> và trải nghiệm của các môn đệ đã được diễn tả cho chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng đặt mình trong khung cảnh Chúa biến hình mà các môn đệ đã chứng kiến để chúng ta thấy được vinh quang của Chúa, nó không chỉ là những gì mà chúng ta có thể thấy được trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì Đức Giêsu Kitô đã kết nối và giao hòa cựu ước và tân ước. Chúng ta cũng hãy để cho Chúa qua lời của Chúa Cha nói với chúng ta qua Kinh Thánh rằng Hãy lắng nghe lời Chúa không chỉ là một đức tin cố hữu ở chúng ta nghĩ trong đầu, nhưng lời của Chúa giúp cho chúng ta uh, biến đổi chúng ta trong những hành động thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày. Hãy lắng nghe lời của Chúa mỗi ngày. AMEN